tí nhé, nó bận đây. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Wolfram, đúng rồi. Wolfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Cái này hỏi. Thế thấp nhất là nào? Cao nhất là Wolfram, thấp nhất là thủy ngân, đúng rồi, thủy ngân là thấp nhất, đúng không? Thủy ngân. Thế bây giờ là có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Ghi vô anh. Nên nhiều khi nó hỏi cao nhất, nó hỏi thấp nhất, đúng không? Wolfram là nhiệt độ nóng chảy cao nhất, còn thủy ngân là nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Ok, được đúng không? Rồi, kim loại dẫn điện tốt nhất là cái nào? À, chống liệt mà nha, là cái này mình trả lời chính xác. Thế thứ tự là gì? Thứ tự là gì? Bạc, đồng, đúng rồi, vàng, nhôm, sắt, chống liệt mà ít thôi, đúng không? Ít thôi mới nhớ được. Nhiều quá nhớ rồi. Có bao nhiêu kim loại tác dụng được với nước? 8, có 8 kim loại tác dụng được với nước. Thì trong đó mình chọn cái nào đây? Đó là đúng rồi, canxi, đúng rồi, canxi. Có 8 kim loại tác dụng với nước nhựa thường, đúng không? Có 8 kim loại tác dụng với nước. Cái này là 10, mình nhớ 8 rồi. Ở nhiệt độ thường. Gồm có này, nhóm 1A, đúng không? Liti, natri, kali, rubidi, cesi. Nhưng mà nếu mà nhớ không nổi thì nhớ nhớ liti, natri, kali được rồi. Còn nhóm 2A thì có canxi, stronti và bari, được không? Okay. Tiếp tục câu số 4 là giống như nội dung trên, đúng không? Cạnh natri thôi, natri kim này thì tác dụng được với hai loại sinh ra khí hydro, phải đứng trước gì? Trước kim loại phải trước gì? Trước gì? Trước khác đó thì mới tác dụng với gì? Tác dụng với HCl, H2SO4 loãng, đúng không? Đấy, thằng này thì chọn thôi. Nó là câu bờ. Kim loại trước hydro mới tác dụng HCl bất loãng. Cho nó đi học. Kim loại nào sau đây không tan trong HCl? Ngược lại thôi. Không tan trong HCl thì nó phải sao nhỉ? Đứng sau thôi, trong HCl. Nghĩa là suy ra là sau H, đúng không? Rồi, cảm ơn người thân nha. Nghĩa là mình phải sau, sau H. Sau H, phải chọn cái nào? Cái nào là sau H? AG.
thì ngược lại với câu trên. Quá dễ luôn, làm đúng nữa thôi. À, tương tự câu 7 giống như câu trên, thì tương tự chọn 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 nhôm đúng không? Nhôm cộng được với HCl. Điện phân nóng chảy có bao nhiêu kim loại để điều chế điện phân nóng chảy? Nhưng mà có 11 kim loại là dùng loại trừ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Trong đây có gì? À, liệt kê ra các bạn. Cùng có nhóm 1A đúng không? Toàn bộ nhóm 1A. Ceri. Nhóm 2A. Là beri, magie, canxi, sonti, bari. Và cuối cùng là nhóm 3A. Ở nhóm 3A thì chỉ có thằng nào thôi? Chỉ có Al. Đấy, có 11 kim loại này được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Vậy thì được, ta hỏi luôn là kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy thì cho đáp án là A thôi. Được chưa? Rồi, 9. Bây giờ nè, ở đây người ta dùng là gọi là phương pháp thủy lệ đúng không? Phương pháp thủy lệ có nghĩa là chúng ta sẽ loại trừ đi. Các bạn sẽ loại trừ cái trường hợp trên natri nè, đó, bari nè, magie là phải điều chế bằng phương pháp gì rồi? Phương pháp gì ở trên rồi? Điện phân nóng chảy rồi đúng không? Đó, là điều chế bằng nóng chảy rồi. Nhưng mà thì bây giờ đó, dùng loại trừ đi cho nó bắt đê. Cái này chỉ rồi đúng không? Có 11 kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy, dùng phương pháp loại trừ thì mình loại đi thì nó sẽ ra được đáp án rồi. Cái chỗ này nè, cái chỗ này cái chỗ thủy luyện nè, nghe nghe với liền. Cái chỗ thủy luyện thì tụi con có thể thay bằng nhiệt luyện cũng được, cũng cho y chang luôn, nhiệt luyện tương đương, hoặc có thể thay bằng điện phân dung dịch cũng được. Phân dung dịch có. Em comment đi, có đâu có mấy nữa. Trời ơi. Đâu cái ngược rồi. Không biết là thầy trả lời trên live tự nhiên thì nói em. Không có à? Thì nói em có nghĩa là câu này các bạn có thể trả lời bằng phương pháp là điện phân thủy lệ, nhiệt lệ, điện phân dung dịch đều như nhau. Nên dùng phương pháp loại trừ nha. Đây nè. Nghe mà. Nghe nói mà. Hả? Nghe nói thì là em trả lời cho lại luôn. À dạ, yeah. Gọi trả lời. Có em nha. Có tài liệu lớp 11 mới, viết đầy đủ. Rồi. Cái này cũng tương tự. Cái câu số 10 cũng tương tự. Thì nhớ được câu số 8 thì trả lời được câu 10 thôi. Đi vì sao? Vì sao? Vì những cái kim loại này nè, vì những cái kim loại này là đã được điều chế bằng phương pháp gì rồi? Điện phân nóng chảy rồi đúng không? Nó sẽ không dùng phương pháp khác. Ở đây dùng CO, dùng CO khử có nghĩa ta đang dùng phương pháp. Chúng ta đang dùng phương pháp nhiệt luyện đó. Chúng ta đang dùng phương pháp nhiệt luyện. Dùng CO hydro là dùng phương pháp nhiệt luyện. Vậy thì mình sẽ loại trừ đi những cái kim loại mà điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy đi. Thì mình chọn đáp án thôi. Nhớ một cái mà trả lời được nhiều cái. Nhắc lại, 11 kim loại được điều chế. Đức Anh nhớ chưa con? Đây là 11 kim loại được điều chế phải thuộc. Thuộc cái này thì trả lời trực tiếp luôn. Nó hỏi điện phân nóng chảy thì mình trả lời trực tiếp vào natri, điện phân nóng chảy. Nó hỏi thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân dung dịch thì loại trừ những cái điện phân nóng chảy đi thì chọn lại cái còn lại. Được không nào? Hiểu mà đúng không? Rồi. Không em, file thì thầy sẽ post sau. Chứ file giờ chưa có cho được em nha. Cái file đang viết cho nhà sách. Khi nào thầy gửi bản cho nhà sách thầy phải chỉnh xong là mới gửi file được cho các em được. Chắc phải cuối tháng 7 gì vậy? Cuối tháng 7 thì các em mới có file được nha. Giờ chưa. Rồi bây giờ qua đề số 2 nha.
Quá dễ luôn, trả lời tiếp này. Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Thấp nhất là A. Thấp nhất là thủy ngân, đúng rồi. Ngay nhiệt độ thường là thủy ngân đã là trạng thái lỏng rồi, đúng không? Thì câu này là hỏi tiếp một lần nữa. Ở điều kiện thường, kim loại nào là trạng thái lỏng? Rồi, 1D, 2. Đúng rồi, 2A. Nó dùng với nước là điều kiện thường, là y chang như trên này, đúng không? Có 10 kim loại có dùng với nước, chọn nào? Chọn gì? A, đúng rồi, bari. Bari, bari cộng với nước ra gì? Bari cộng H2O. Nhỉ? Sao sao con? Ghi lại các kim loại có dùng với nước hả? À, có 8 kim loại cộng với nước. À, điều kiện thường. Điều kiện thường nhé, là điều kiện bình thường. Có 8 kim loại không? Nó lại là 10 nhưng mình học 8 thôi. Thì về ra đi và Francy là nguyên tố phóng xạ, mình sẽ không học đó. Và gồm có nhóm 1A này. Toàn bộ nhóm 1A là tác dụng được hết. Liti này, natri này, kali, rubidin, cesi. Nếu nhớ không nổi thì phải nhớ natri kali. Nhóm 2A thì có 3 cái: canxi, strontium và bari nha. À, thì được câu này chọn bari là chính xác, đáp án A. Như không? À. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước thu được dung dịch kiềm đó, y chang. Lại chọn cái nào? Kali. Nó còn hay hỏi là kali cộng với nước thu được dung dịch gì, được cộng với khí gì đó, hay hỏi kiểu gì? Cộng với H2O. Con sẽ thu được KOH đúng không? KOH cộng với H2. Được mà đúng không? Hợp lý. Ô nhẹ nhàng. Rồi, được chưa? Câu số 5. Ôi, các bạn làm đến câu 5 rồi kìa. 5. Tác dụng với bún loãng là phải trước gì? Trước H thì chọn cái nào? Trước H đúng rồi, chọn B, 5B. Trước H à? Kim loại phải trước hydro. Trước H mới tác dụng với HCl. H2 bốn loại. Cái này là kiến thức của cấp 2 luôn này. Để tương tự câu 6, mình chọn là tác dụng được không? Mình chọn kém. Đúng chưa? Kém. Không, Minh Phương ơi, cái này dễ, thầy không có đăng lại YouTube. Cái con cần file thì vô fanpage con tải nha. Cái này thầy không có liên YouTube này. Rồi. Không tan thì chọn ngược lại thôi, không tan thì đứng sau. Đứng sau. Chọn nào? C đầu đứng sau sao dụng. Quá dễ. Easy đúng không? Nói chung là làm mấy cái đề này xong các bạn sẽ không liệt được đâu nhé. Rồi, lại hỏi phương pháp thủy luyện nè, thì phải loại cái gì đi? Loại điện phân nóng chảy đi, con hiểu không? Đức Anh hiểu ý thì nói không? Loại điện phân nóng chảy đi. Loại điện phân nóng chảy. Đúng. Điện phân nóng chảy là những cái nào điện phân nóng chảy con nhớ chưa? 11 kim loại đúng không? Đúng chưa? Trong đó có này, magie này, có canxi này, kali, là mấy ông này là điện phân nóng chảy rồi. Đó. Thì chọn cái còn lại, loại trừ đi để con chọn nha. Để thầy copy cái kia xuống nha. Có 11 kim loại được điều chế bằng phân nóng chảy. Đâu rồi. Đây. Copy xuống. Mày mấy này thuộc hả, mấy cái này hỏi hoài. Mà hầu như đến mấy cái câu đầu này không có năm nào đổi, cái vậy hoài. Chống liệt thì ít thôi, học ít thôi.
học ít mới nhớ mới chống niệm được chứ. Lý thuyết thôi, lý thuyết thôi con. 5 điểm hả? 5 điểm học thêm bài tập cơ bản nữa. Lý thuyết này cũng được rồi, nhưng mà học thêm bài tập cơ bản để đăng thêm cái file bài tập cơ bản nha. Cái gì tối mai nói. Đăng thêm cái bài tập cơ bản nữa. Cái này lý thuyết không à? Lý thuyết là hết 4 điểm rồi. Lý thuyết là 4 điểm luôn rồi đó. Tại thầy không có chuyên nghiệp á, Linh Anh ơi, nên là thầy cũng không, nhiều khi cũng không cố định cái giờ ly được nha. Cố gắng cho năm tới 2K6 là chắc cũng tạo gì đó. Rồi, trong công nghiệp đây, chạy thẳng luôn vào vấn đề đúng không? Điện phân nóng chảy, không chọn thôi, chọn gì? Chọn magie được không? Đúng chưa? Chọn chưa? Đây, kiếm lại điện phân nóng chảy đây. Từ đồng mà từ đồng xuất phát mà theo phương pháp thủy luyện. Phương pháp thủy luyện có nghĩa là phải sao rồi con phải phải hiểu ý nha. Phương pháp thủy luyện có nghĩa là, đây thầy viết lại chút xíu nha, như kia. Phương pháp thủy luyện là các bạn sẽ phải luyện là dùng một cái kim loại, các bạn phải dùng một cái kim loại nào đó ha, bạn cộng với một cái dung dịch muối đó, để nó tạo ra một cái muối mới cộng với kim loại mới. Rồi. Đó. Nhưng mà với điều kiện nha. Thầy ví dụ thầy cứ hiểu ban đầu kim loại là được kim loại ít đi. Kim loại ít. À. Thì điều kiện đó chúng ta có hai điều kiện. Đó là ít nè, không tác dụng với nước nha. Ít nó không được tác dụng với nước. Chứ tác dụng với nước là không được. Rồi, ok. Được chưa? Rồi thì bây giờ các bạn sẽ chọn đáp án là câu này sẽ là câu nào? Muốn thu được muối đồng từ phương pháp. Đúng rồi, bạn chọn Fn chính xác được thì bạn chọn sắt. Tại vì sắt đứng trước đồng đúng không? Sắt đứng trước muối đồng. Nên là sắt được đẩy được đồng ra khỏi muối. Chọn men luôn. FeSO4. Cho rất là dễ, thông thường là người ta cho này không. Còn tại sao chúng ta không chọn natri, không chọn canxi? Mặc dù natri canxi cũng đứng trước đồng, tại vì natri canxi nó còn đối với nước, nó ta dùng với nước mất tiêu rồi, nó không còn cộng với muối nữa. Đương nhiên bạc chúng ta sẽ không chọn, thì bạc đứng sau đồng cũng được. Câu này dễ không? Chống đề thì các bạn học ít thôi nha, nó nhiều quá. Ông còn lớp mình không phải chống đề nha, cái này nói lại vô chống gì, làm như cơ bản vậy, tấm điểm như diễn bài. Còn tâm lo cái vụ kia chưa, mấy cái file gửi đâu hết rồi con, hay chưa hay là ngủ? Mà chưa ngủ mày ngủ 18 tiếng đúng không, 4 giờ chiều như vậy phải không? Có gì rồi bây giờ qua đề số 3 là cho 20 câu. Rồi, trả lời nhanh ha. Đề số 3, tính chất chung của kim loại, tính chất vật lý chung của kim loại là do cái gì? Do các electron tự do gây ra nha. Các electron tự do gây ra đó, các bạn nhớ cái này hỏi hoài. Mà tính chất vật lý chung thì gồm những cái gì? Bây giờ mình ôn lại tính chất vật lý chung gì? Dẫn điện, dẫn nhiệt đúng không? Gì nữa? Dẻo đúng không? Và ánh kim. Ánh kim. Cho nó dẫn điện tốt nhất là dẫn điện thì biết rồi đúng không? Dẫn điện thứ tự là gì đó? Ag, bạc, đồng, vàng, nhôm sắt. Trong cái dẫn điện thì phải nhớ cái đó. Còn trong cái dẻo thì phải nhớ cái nào? Dẻo nhất là Au. Và là kim loại rất là dẻo. Dẻo nhất có thể giác ngọt lá vàng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua được. Và rất là dẻo. Rồi. Độ cứng cao nhất.
Cứng ở đây là nói về tính chất gì rồi? Riêng đúng không? Tính chất vật lý riêng rồi. Thì đây câu này các bạn chọn đáp án là câu cương thứ nhất C, chrome. Thì tính chất vật lý riêng. Vật lý riêng là gồm gì? Tính cứng đúng không? Tính cứng nè. Tính chất vật lý riêng là không do e tự do gây ra nha. Không do. Cứng thì cứng nhất là gì? Vừa nói xong cứng nhất là chrome. Mềm nhất là gì? Bảy. Mềm nhất là CG, đúng rồi. CG. Rồi tiếp theo sẽ là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy là tính chất vật lý riêng như không? Thì cao nhất là cao nhất là volgram đúng không? Cao nhất là volgram. Thấp nhất là rồi thấp nhất là thủy ngân. Rồi tiếp theo là gì? Khối lượng riêng đúng không? Khối lượng riêng là nói độ nặng nhẹ đó. Nhẹ nhất. Nhẹ nhất là li ti đúng không? Nhẹ nhất là li ti. Chụp gì con? Chút xíu là gửi file cho. Nghe chưa? Nhưng mà làm đi, cứ làm đi, cứ quẹt lại chút xíu là gửi file cho. Nhẹ nhất là li ti. Nặng nhất là? Đúng rồi, nặng nhất osmi. Được chưa? Đấy, tính chất vật lý riêng. Nhớ mà cái này là phải nằm lòng, thuộc lâu lâu. Kim loại tan hết trong nước là nhiệt độ thường. Vì gì? Natri. Natri, natri, đúng không? Natri cộng với nước, cái này nói rồi. Dãy gồm các kim loại đều phở với nước nhiệt độ thường. Chọn đáp án đi, chọn đi. 11. À, câu số 4. C, đúng rồi, natri, kali. Đúng. Gì đây? Magie tác dụng với H2O4 tạo ra hydro và dung dịch nào? Để đúng rồi, tất nhiên là magie sunfat. Ồ, trời ơi, sao mà liệt được đúng không? Không thể liệt được. Rồi. Sao mà liệt được? 6. 6. Chất nào sau đây thì tác dụng được với H2O sinh ra khí hydro thì ngược lại trên thôi. Mấy chất này đều tác dụng được hết á, nhưng mà để sinh ra khí hydro thì chọn magie. Phương trình phải cần ghi ha. Có gì? Rồi, là như trên, chúng ta có bao nhiêu kim loại được điều chế bằng pháp điện pha nóng chảy? 11, thì nó có nào mình bỏ không? Có nào mình bỏ không? Nhôm bỏ đúng không? Nhôm bỏ, magie bỏ, natri bỏ, magie bỏ. Thì mấy thằng này là phải điện phân gì rồi? Mấy thằng này phải điện phân gì rồi? Đúng rồi, điện phân nóng chảy hết rồi. Đó. Bỏ những cái điện phân nóng chảy đi, thì chọn lại cái phương pháp điện phân dung dịch. Ok, chọn C. Được không? Được. Rồi. Đây tương tự. Kali là phải điện phân nóng chảy chưa? Natri điện phân nóng chảy chưa? Canxi điện phân nóng chảy chưa? Nên chọn đã sát thôi. Bằng phương pháp nhiệt luyện. Bằng phương pháp nhiệt luyện có nghĩa là không phải điện phân nóng chảy thì cái loại đi những cái nóng chảy đi. Được chưa? Là ví dụ như sao? Như phương trình đây là phương pháp nhiệt luyện là sao? Ví dụ như mình dùng oxit sắt. Dùng hydro để khử oxit sắt thì đó gọi là phương pháp nhiệt luyện. Thu được sắt và nước. Đúng không? Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Khi nở mấy áo giáp sắt nên sang phố hàng đồng Axio thuộc chưa? Khi nào mày nào nhớ bạn ngắn rồi. Giáp sắt nên là đi á sang là thiết nè, phố nè, hàng nè. Đồng nè. Á, không cần á hậu phi âu đâu. Á phi âu là đủ rồi. Không cần đó, rồi. Thì càng về sau là tính khử nó càng sao đâu. Giảm đúng không? Tính khử giảm, tính khử giảm. Tính khử nó giảm dần đi. Cái từ trái qua phải là tính khử nó giảm dần. Đó. Đúng không? Đúng không Nam? Ừ, từ đây qua đây là tính khử nó giảm dần. Ok. Được mà đúng không? Rồi, thì bây giờ là tính khử mạnh nhất. Thì trong cái dãy này là con chọn cái nào mà nó đứng đầu tiên? Cái là trong cái sắt, kali, magie và nhôm ấy. Thì con sẽ chọn kali đúng không? Ừ, đúng rồi. Đúng tiền. Sao mà liền được? Đùa hoài. Rồi, 20. Tính khử yếu hơn đồng thì đứng sau cái gì?
sau đồng đây này có sẵn mình khi nào may áo giá sách nên sang phố hàng đồng áo phiêu chọn nào đúng sau đồng C đúng rồi hai G rồi tương tự như thế bây giờ là ion nào có tính oxy hóa yếu nhất thì cái tính oxy hóa đó nó sẽ bị ngược lại so với tính khử à thì bây giờ thầy copy cái này xuống một chút nha copy cái này xuống dán cái này một chút không 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 cái tình nó rồi thì tương ứng như này nó sẽ có các cặp oxy hóa này hiểu nha viết cái dãy là kim loại ở dưới trước khi nào mày áo giá thấp nên sơn hoang đồng áp theo trước theo chiều ở dưới đi từ trái qua phải là tính khử nó sẽ giảm dần còn ở trên là nó sẽ là ion đúng không à, thì theo từ từ đây là tính oxy hóa nó tăng dần nha hiểu ý không nhưng mà mình phải hiểu là trên giữa cái cặp sắt này, này trên giữa cái cặp đồng và bạc đó nó còn một cặp nữa nó là sắt 3 trên sắt 2 phải chú ý một xíu để thầy viết ion nha nhìn mình viết vào này đây là K cộng Na cộng Mg 2 cộng nhôm 3 cộng kẽm 2 cộng sắt 2 cộng niken 2 cộng thiết 2 chì 2 ủy chì 2 cộng gặp là tới H cộng rồi đồng 2 cộng sắt 3 cộng sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng Ag cộng platin 2 cộng Au 3 cộng được chưa rồi thì khi đó thì cứ càng về sau á thì tính oxy hóa của nó sẽ tăng dần và yêu cầu là đây là tính oxy hóa yếu nhất thì bạn phải chọn cái nào đứng trước ion dương mà càng đứng trước thì tính oxy hóa nó càng yếu vậy chọn cái nào đáp án B đúng rồi đáp án B Na cộng đứng đầu tiên nên là tính oxy hóa sẽ yếu hơn đừng sai nhá thì tính khử và tính oxy hóa nó sẽ cho một trong hai cái nó chỉ cho một trong hai câu thôi chứ nó không cho cả hai nhá một là kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất hai là kim ion nào sau đây có tính oxy hóa gì đó nó sẽ một trong hai câu đó cho cả được không nói không rồi kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thì cái câu cái kiểu như thế này là nó chỉ cho một trong hai câu nó hỏi một trong hai câu bây giờ hỏi một trong hai câu một là gì kim loại kiềm kim loại kiềm đó. Kim loại kiềm gồm gì li ti natri kali rubidi cesi hoặc là nó sẽ hỏi là kim loại kiềm thổ một trong hai đó nó hỏi một câu kim thổ kim loại kiềm thổ thì gồm gì không beri beri magie canxi chrome ti bari ok bari đó thì một trong hai câu nó hỏi một trong hai câu thôi chứ không hỏi cả hai nha nó không có cho mình đâu mà nhiều dữ vậy ha dễ ăn dữ vậy ha rồi thì câu này nó hỏi là kim loại kiềm đọc cho kỹ nha kim loại kiềm thì chọn li ti thôi nha li ti đó ion kim loại là magie ion kim loại càng đứng trước thì tính oxy hóa nó sẽ càng yếu hơn Na cộng đứng trước Mg 2 cộng do đó thì Na cộng và tính oxy hóa sẽ yếu hơn Mg 2 cộng nha Lương Quang ơi rồi câu số 13 thì nó là kim loại kiềm kim loại kiềm này thì con chọn gì natri kali không hai cạnh cho đáp án là hai tuy nhiên thì những cái câu hỏi cơ bản thì ít khi xuất hiện lại đếm lắm đếm nó học sinh dễ sai ít khi cho đếm lắm rồi kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ kiềm thổ thì đáp nó hỏi kiềm thổ không kiềm thổ
nha. Thì kiềm thổ đây là đấy, đấy berry này, mấy cái này chọn đúng chưa? Natri clorua, thôi đọc tới đây là đủ rồi, là lụm rồi, không có nói nhiều nữa nha. Nói nhiều quá. Đấy, nó sẽ có câu hỏi một chất nào đó có công thức là sắt ba sulfat, công thức là cái gì, muối anh công thức là cái gì, canxi hydroxit, hydroxit là nhóm OH đúng không, chọn gì? Đáp án 16A. Rồi rồi. Ôn lại các loại quặng sắt nào. Ôn lại các loại quặng sắt. Ôn lại các loại quặng nào. Nhớ quặng không? Có mấy loại quặng sắt? 5. 5. Quặng pyrit. Pyrit. Rồi, pyrit công thức là gì? FeS đôi. Tiếp theo là gì? Magnetite đúng không? Magnetite là công thức là gì con? Fe3O4 đặc tính là gì? Đúng là giàu sắt nhất. Giàu sắt nhất. Rồi. Tiếp theo CCD. Siderit ha. Cái này viết đánh không? Siderit. Công thức là FeCO3 đúng không? Rồi. Hematite. Hematite thì có hematite đỏ là Fe2O3. Fe2O3. Rồi, và chúng ta sẽ có hematite nâu nha các bạn. Hematite nâu, nâu. Nhưng mà thông thường thì nếu mà các bạn nhớ không nổi thì khỏi cần nhớ hematite nâu. Nó không hỏi được. Ít hỏi hematite nâu lắm. Nó chỉ hỏi mấy cái thằng đầu thôi. Đó, pyrite nè, FeS2 nè. FeO4 là magnetite là giàu sắt nhất nè. Siderit FeCO3 là hematite đỏ. Đó. Rồi hematite nâu. Đó là các loại quặng sắt mình cần phải nhớ nha. Gần như là nó sẽ cho một câu về quặng sắt nha các bạn. Đúng rồi. Đỏ không nước, nâu có nước, đúng rồi đó đạt. Đỏ không nước, nâu có nước, đúng rồi cứ nhớ vậy. Đỏ không nước, nâu có nước. Đó, mỗi bạn có một cách nha, có một cách gì đó để có thể nhớ được. Gần thi rồi nhớ mà. Magnetite. Rồi lụm. Không nói nhiều đúng không? Magnetite. Có nghĩa là ở cái ý này các bạn phải hiểu rằng là trong cái đề thi á, nó sẽ cho mình một cái câu về tên. Đó, nó yêu cầu mình xác định cái công thức nha. Rồi, sắt ba sulfat có tên gọi là gì? Fe2O4 ba lần có tên gọi là gì? Thì là sắt ba sulfat thì còn gì nữa đúng không? Chuẩn nha, đừng có chọn sai nha. Rồi, crom có những số oxy hóa đặc trưng nào con? Trong hợp chất ba đúng không? Trong hợp chất, trong hợp chất các bạn hay hỏi câu này nè. Crom có các số oxy hóa đặc trưng, các số oxy hóa đặc trưng. Tại sao gọi là đặc trưng? Tại vì là crom đó nó có các số oxy hóa từ 0 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 luôn. Nhưng mà đặc trưng thì chỉ có mấy cái thôi. Cộng 2 này cộng gì nữa con? Cộng 3 này cộng gì nữa? Cộng 6 đúng rồi, cộng 6 à, thì đây là cái cơ bản. Rồi, bây giờ yêu cầu là crom cộng 3 trong cái nào thì con làm được không? Đáp án câu 19 là đáp án nào? 19A đúng rồi, 19A. 20. Dichromat là gì? K2CR2O7 đúng không? Màu gì? Màu gì hết? Màu da cam. Yến lịch là nhiều. Ồ, em nhìn lớp mỏng ha. Rồi đó, đề số tiếp theo. Này làm hết luôn. Khỏi liệt luôn, muốn liệt cũng được nữa. Giờ khi muốn rớt rồi thì mới rớt rõ, không, không thể nào. Rồi, kim loại được sử dụng trong nhiệt kế áp kế và một số thiết bị khác. Là gì vậy con? Thủy ngân đúng không? Chuẩn. Không không thể liệt được nha các bạn, không liệt được. Sao mà liệt được? Mục C rồi. Khối lượng riêng nhỏ nhất là nhẹ nhất á. Nhẹ nhất. Chứ? Nhẹ nhất là gì cơ? Nhẹ nhất là li ti đúng rồi. Thì ấy thôi, có phải bản lĩnh chứ gì vậy, nói gì vậy? Nhẹ nhất là li ti rồi. Không.
có 8 kim loại cộng với nước là nhiệt độ thường, trong đó không có bari, bari không tác dụng với nước bất kỳ nhiệt độ nào. Bari không tác dụng, không tác dụng với nước ha, ở bất kỳ nhiệt độ nào. Đây là đang cái bài tập cơ bản mà quên. Các bạn nào hỏi chương trình lớp 11 mới ha, quan tâm chương trình 11 mới đấy. Khó là gì nhiều mới khó. Rồi kim loại nào sau đây tác dụng với nước thuộc được dung dịch kềm? 4 là gì các bạn ơi? Câu 4 chưa có hả? 4 4 nào? Đáp án 4 đáp án gì? 4B đúng rồi, 4B. Kali cộng nước ra gì? Đâu cả? Kali cộng nước ra KOH. Ừ, đúng rồi. KOH cộng 1/2 hydro. À, ok. Đúng rồi đó. Kim loại nào ra đây tác dụng với loãng? Đứng trước gì? Kim loại phải trước gì? Trước hết. Rồi cái nào là trước hết? Trước hydro thì mới tác dụng được. À. Magie đúng rồi. Năm C sai, kim loại nào sai? Là ý cũng giống như câu năm này, copy thì copy cái này xuống xíu nha, từ từ đây. Copy cái này trước hay sau H là nói đến cái này này, là cái bảng này này, cái này. Trước hay sau H là nói cái này đây, H này. Trước hát mới tác dụng được, còn sau hát thì không tác dụng được. Vậy câu 6 là gì? Ừ đúng rồi, 6D. Đúng rồi. 6D nhé. 6D, đồng không tác dụng được. Sao thắng? 6B vẫn đúng. Tại sao 6B vẫn đúng? 6D chứ. 6D chứ. Thế sao lại 6B được? Ý thắng là nó là canxi cộng với HCl với nước đó hả? Đâu có. Khi bỏ canxi vào dung dịch HCl thì canxi phải cộng với HCl trước chứ. HCl có tính axit mạnh hơn nước hả? Nha. Được không? Được không? Rồi. Câu 7. Điện phân ống chảy. Đây, đọc ngay vào phương pháp điện phân ống chảy. Có 11 kim loại hỏi suốt cái này đó, thuộc nha. Natri. Đúng chưa? Đây, loại tất cả những cái kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân ống chảy ra thì sẽ chọn còn lại. Kali là không được, bari không được, natri không được, tại vì những cái này là phải điện phân ống chảy rồi đúng không? Thì chẳng đáp án là câu D thôi. Cứ thuộc cái điện phân ống chảy thì loại bớt đi là xong. Câu 8D đúng rồi. Tính khử yếu nhất. Đây. Theo chiều từ trái qua phải, tính khử nó giảm dần. Theo chiều từ trái qua phải, tính khử nó giảm dần. Tính khử giảm. Có nhiều bạn không thuộc cái này thật đó chứ. Nguy hiểm quá. À. Vậy kim loại mà càng đứng sau á, kim loại mà càng đứng sau thì tính khử nó sẽ càng yếu. Kim loại càng đứng trước thì tính khử càng mạnh. Vậy con này chọn đáp án là cái nào? 10. Ờ, 9 trước chứ. Tính khử yếu nhất trước đã. 9A, đúng rồi, 9A. 10C rồi. 11 ion mà càng đứng sau thì tính oxy hóa mới càng mạnh, ion là đứng sau cùng. Câu D đúng rồi, 11D, Ag cộng đứng sau cùng thì tính oxy hóa nó càng mạnh. Chọn rồi. Cái gì bữa nhìn bữa nào xương này rất cặp. Rất không biết mình đã giờ nào, không có biết mình đi giờ nào. Cái này là mình nhiều lắm, nhiều người thảm này quá trời mà nó trở nên chật hẹp hơn. Rồi kim là chỗ nào đây? À đúng rồi, à. Kim thổ thuộc nha, kim thổ
nhóm 2A, kiểu là từ nhóm 2A là kiềm thổ đó, cho đáp án nào? D nha, nhôm là nhóm 3A được không? Natri carbonate, natri carbonate đã nói rồi, là thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. A đúng rồi, hỏi vậy thôi mà. Canxi carbonate, đá vôi đúng không? Đá vôi. Hoặc bauxit, hay bị quên cái mấy nước nhỉ? Đúng rồi, Al2O3 chấm 2 nước. À đừng quên 2 nước nha. Như là nhôm oxit chấm 2 nước. Đúng rồi, 17A. Nhớ là chấm 2 nước đó, tập 2 nước thôi. 18. Chrome 3 hydroxit. Tất nhiên là chọn câu A rồi, đọc tới đó luôn rồi. FLH2 lần được có tên gọi là gì? Sắt mấy? Sắt 2 hydroxit đó. Sắt có số cộng 3 trong cái nào? Là hóa trị 3 đó, đáp án là A. Chưa? Ôi giời ơi. Quá sướng luôn. Đó, các bạn chống liệt, các bạn nào mà không có biết gì về hóa nha, thì ôn ít vậy thôi, chứ ôn nhiều quá. Thầy thấy có mấy cái người iRobot nè, chục trang A4 thì học cho nổi. Đó là sao chống liệt được, nó lấy 7 điểm rồi sao chống liệt nổi. Biết gì đâu mà chống liệt bây giờ không biết vậy, cứ đánh theo. Đánh theo này là được hết, học thuộc lòng luôn. Rồi dẻo nhất nào, dẻo nhất, dẻo nhất. À vàng, ừ vàng nè. Tan hết trong nước là nhiệt độ thường. Đức Anh, câu 2 là gì? Tất nhiên là D rồi. Natri cộng đều với nước là nhiệt độ thường. Natri cộng với nước là nhiệt độ thường được tạo ra NaOH và khí hydro. Rồi đó. Không tan trong HCl, nghĩa là phải sau gì cơ? Sau H, cái nào sau H? Ag, Ag sau H không tác dụng được, đúng không? Phương pháp chung để điều chế những kim loại này là phương pháp gì? Hỏi hoài. Điện phân gì? Natri là nhóm 1A, canxi là nhóm 2A, còn nhôm là phải điện phân gì? Đúng rồi, tất cả này phải điện phân nóng chảy hết. Chỉ có cách phương pháp duy nhất là điện phân nóng chảy. Tính khử mạnh nhất, càng đứng trước tính khử càng mạnh. Càng đứng trước tính khử càng mạnh. Là cái nào? 5. Khi nào may áo? Đây đúng rồi, natri, natri mạnh. Mạnh nhất, đúng mạnh nhất. Kim loại thời gian thuộc nhóm 1A, đừng nhìn rồi. Đó, 1A, 2A là ví dụ. Rồi, ôn lại các thạch cao chút xíu nha. Thạch cao sống, thạch cao nung, thạch cao khan. Thạch cao sống. Thạch cao sống công thức là CaSO4. Mấy nước? 2 nước đúng không ạ? Thạch cao nung. Thạch cao nung là một nước thôi đúng không ạ? Thạch cao nung thì có thể viết à, đây thạch cao khan. Thạch cao sống là ngập 2 nước nha, ngập 2 nước. Thạch cao nung thì các bạn cho ngập 1 nước hoặc là 0,5 nước đều được. Nhưng mà cái chỗ mà ngập 0,5 nước thì ít khi người ta cho lắm. Để cần ngập 1 nước thôi. Hoặc là ngập 0,5 nước, một nửa nước đó thì cũng có nhưng ít khi cho. Còn thạch cao khan thì chỉ có canxi sunfat thôi. Nhớ nha. Rồi, về câu này được gọi là thạch cao sống. Câu bài là thạch cao sống, đáp án A, bài A. Rồi. Công thức hóa học của sắt 2 oxit. Tất nhiên là đáp án B rồi, đúng không? Khí được sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và gây ra hiệu ứng nhà kính. Nhiên liệu hóa thạch là cái gì không biết không? Ủa, nhiên liệu hóa thạch hàng ngày mình xài mà. Khí ra, than đá, đi xe xăng dầu. Đúng rồi. Đều quá trình đốt của nó và tất cả những cái này đều là có chụp hợp chất hữu cơ. Do đó nó sẽ sinh ra khí CO2 gây ra hiệu ứng nhà kính, đúng không? Đấy. Nói chung là nhắc tới hiệu ứng nhà kính thì chúng ta sẽ nhắc tới hai khí. Đó là CO2 và CH4. Hai khí đó gây hiệu ứng nhà kính. Câu 10. Sulfur là một loại khí độc
Chắc là căng nào, khí sulfur là cái gì? SO2 đúng không ạ? SO2 nha. Còn cái thằng này người ta gọi là hydro sulfur ấy, không phải là khí sulfur đâu. Cái này là hydro sulfur nha, chứ không phải là hydro sulfur ấy, không phải là sulfur đâu, đừng có chọn bậy. Rồi. Tạo ra mưa axit và gây tác hại lớn môi trường. Đây là hóa học về môi trường gây ra mưa axit. C đúng rồi, SO2 và NO2 là khí gây ra mưa axit. À, thuộc vài câu dạy thủ là đi thi được rồi, đâu có liệt được đâu. Ừ. Rồi, về qua về cái phần rất là quen thuộc, chất béo là triester của axit béo với gì? Với glycerol, với glycerol. À, nhưng mà thầy có một cái lưu ý các bạn này, lưu ý nha, người ta gà mình này, lưu ý. Nếu người ta phát biểu thế này, lipid là triester của glycerol, lipid của glycerol với axit béo là đúng hay sai? Đúng hay sai? Là sai đấy còn gì nữa? Tại vì triester của glycerol với axit béo người ta gọi là chất béo chứ không phải là lipid nha. Nó gọi là chất béo, chất béo mới là triester của axit béo với glycerol, nghe chưa? Thế còn lipid là gì? Lipid là một tập hợp cùng rất là nhiều chất. Lipid bao gồm có chất béo, sáp, stearic, phospholipid. Đó là sai. Là sai nha, là sai. Là như thế. Các chất béo thuộc chưa? Các chất béo thuộc hết chưa? Triolein là gì? Khi nhắc tới triolein là phải nhớ tới gì? C17H33 đúng không? À, thuộc. Tripalmitin. Một chất béo khi mà cộng với NaOH chúng ta sẽ thu được muối đúng không? Này, chúng ta cộng cho NaOH chúng ta luôn cộng được mấy NaOH nhỉ? Đúng rồi, luôn cộng được với 3 NaOH. Cái quen thuộc. Các bạn sẽ thu được muối và cộng với glycerol đúng không? Muối nào? C15H31CO2 với muối nào đúng không? Đáp án được cái này. 3 lần cộng với C3H5OH 3 lần, đúng không? Cộng glycerol. À, đáp án cái này chọn D là cho sẵn là gì nữa đúng không? Thì nhiều bạn sẽ không thuộc thôi, nhưng mà người ta đâu cần nhớ thuộc đâu, người ta cho mình luôn công thức gáp đi thôi. Mono về phân loại nào? Glo đúng rồi. Về phân loại là một chút mình ghi lại phân loại cái. Phân loại gồm có ba loại đúng không? Một là monosaccharide thì gồm có mấy chất? Hai chất thôi. Monosaccharide chúng ta sẽ gồm có là gluco và fructo đúng không? Gluco sơ fructo sơ. Rồi chúng ta disaccharide thì có một cái đó là saccharose thôi đúng không? Saccharose. Còn polysaccharide, tại vì ở đây người ta hỏi là mono hỏi khác sao đúng không? Thì gồm có hai cái là tinh bột và gì? Và cellulose. Được chưa? Lưu ý ở đây là tinh bột á thì nó có hai cái mà các bạn hay quên. Tinh bột gồm có amylose này và amylopectin. Nha. Tinh bột có amylose và amylopectin. Rồi, ở đây nó hỏi là mono. Nó hỏi là mono thì chọn glu. Được chưa? Nó hỏi đi thì chọn saccharose, nó hỏi poly chọn tinh bột, cellulose. Được không? Rồi. Saccharose có nhiều loại đi trong cái công thức của saccharose là gì? Đáp án câu 16. C12H22O11. Đúng không? Thì câu 16 là chọn C đúng chưa? Chọn chưa? Ừ. C
xem lại. À, có gì để sau buổi ly này thầy coi là nó cái video thầy coi thầy lưu lại trên cái video trên TikTok và thầy post lại cho nha. Nhà quài vặt tuổi thơ nha. Rồi 15 là các bạn trả lời D đúng rồi. 16 là C. Rồi 17 là gì? Để tráng một lớp bạc lên profit. Người ta cho chất ít tác dụng với lượng dư. Ồ, sao lại chọn? Rồi đúng rồi, chọn B. Tại vì chỉ có thằng nào tráng gương được thôi không? Trong cái chương này chỉ có ai tráng gương thôi. Đúng rồi, chỉ có glucose và fructose tráng gương. Tráng gương, đúng không? Nhưng nghe kỹ nè, câu này nó có chừng bị gạt nè. Tâm nghe kỹ nè, nghe kỹ. Nếu người ta hỏi là kiểu này, thông thường thì trong công nghiệp không ai dùng trực tiếp glucose và fructose để tráng gương đâu. Nếu nó hỏi nha, nếu đề hỏi ít thủy phân tạo sản phẩm tráng gương, sản phẩm tráng gương để tráng đột phích, thì khi đó các bạn sẽ phải chọn đáp án là saccharose nhé. Mặc dù saccharose là không tráng gương, nhưng mà khi thủy phân saccharose thì thu được sản phẩm tráng gương nha. Nên phải chọn đáp án là khác. Rồi 18. Thuộc chưa? Thuộc tên các amino acid quan trọng chưa? Có bao nhiêu nhỉ? Có 5 amino acid cần thuộc nha, cần thuộc. Các bạn phải thuộc nha. Có 5 cái amino acid cần thuộc. Còn nếu như bạn nào mà không được nhớ hết nổi thì ít nhất là phải nhớ được gly và alan. Ít nhất là phải nhớ được glycine, nhớ được alanine. Chống liệt mà. Thì công thức này là của ai vậy? Đó. Công thức đáp án nào vậy? Gì? Yeah. C hả? Alanin. M lớn nhiêu anh? 89 đúng rồi. Thuộc nha. Thuộc hết. Rồi, câu 19. Một ester cơ bản. Gốc này gọi là gì thế? Etin đúng rồi. Gốc này gốc etin. Còn cái gốc bên này là gốc gì vậy? Acetop đúng rồi, gốc acetat. Nên đọc là etin acetat thôi. Đó là câu B. Benzin hơi khỏi đi, có mùi thơm của hai nhà thì đúng rồi. Nhưng mà các bạn nhiều khi bạn quên mất gốc benzin. Acetat thì nhớ này. Acetat là CH3COO. Còn gốc benzin là gì? Là CH2 nha. Gốc benzin là CH2C6H5 là gốc benzin. Đó, nhiều khi là quên đó nhá. Đó, acetat. Còn cẩn thận nha, cái gốc mà C6H5 á thì không phải là benzin đâu. Cái gốc này là gốc phenin nha, chứ không phải là benzin nha. Ghi vô, nó vô. Là phenin chứ không phải là benzin. Rồi, chuẩn bị qua đề số 6, như có mười mấy đề đó, đề nhẹ nhẹ cái ôn nó thuộc. Không thích làm nó kêu làm đi, cô đề làm đi. Làm lại cái bài phân bón đi, bài cho bé cho con làm đi nha. Chưa có làm không? Có coi lại clip không?